Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất. Nếu tiếp tục chờ, người mua có thể sẽ đánh mất cơ hội sở hữu bất động sản giá tốt. Ba dự án nhà ở xã hội phía Nam bị thu hồi do chậm triển khai. Thưa quý vị, Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất, báo cáo trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5897/VPCP-NN về việc nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất, đồng thời báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Việc thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất nhằm thể chế hóa nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trước đó phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 33 NQCP và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu cần thúc đẩy nhanh sự ra đời của các sàn giao dịch bất động sản để phát huy khả năng tự điều chỉnh của thị trường, hạn chế việc can thiệp hành chính. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và trong quý 2 năm nay, thị trường diễn biến tích cực hơn quý đầu năm, nhưng vẫn cần thêm các động lực mạnh mẽ hơn để có thể tạo sức bật, giúp thị trường sớm đảo chiều. Lần đầu tiên sau nhiều năm trở lại đây, các chủ đầu tư dự án thể hiện rõ thiện trí bán hàng với hàng loạt các chính sách kích cầu hấp dẫn như chiết khấu, khuyến mại, hỗ trợ lãi suất trong thời gian dài, đặc biệt là nhận nhà sớm và kéo dài thời gian thanh toán, điển hình có dự án lên tới 3 năm, và thông tin. Thực tế, thời gian qua, với sự quyết liệt tháo gỡ của chính phủ, bộ ngành, địa phương, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tốt hơn. Bộ xây dựng đánh giá thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi tích cực. Quý 2 nhìn chung ít khó khăn hơn quý 1 và có tín hiệu sẽ tích cực hơn trong thời gian tới. Như vậy, có thể thấy thị trường bất động sản đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ từ trạng thái ảm đạm vào giai đoạn phục hồi. Theo đó, giai đoạn hiện nay được đánh giá là thời điểm người mua nên tận dụng để xuống tiền mua bất động sản. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng, thị trường bất động sản đã qua thời kỳ khó khăn nhất, nửa cuối năm nay thị trường bất động sản sẽ phục hồi. Lý giải về nhận định trên, ông Lực chia sẻ, đến thời điểm đó, độ ngấm chính sách sẽ phát huy hiệu quả, nhất là chính sách liên quan đến giảm lãi suất, những chương trình hỗ trợ từ chính phủ như chính sách tài khóa tiền tệ thời gian này đa số những vụ việc nợ trái phiếu đến hạn sẽ được đàm phán, đặc biệt là thời điểm cuối năm, tất cả những dự thảo về luật liên quan đến bất động sản sẽ được quốc hội thông qua. Đồng thời vào quý cuối năm, dự báo về đà phục hồi của kinh tế thế giới và Việt Nam rất rõ rệt. Vì vậy có thể nói thị trường bất động sản đã đi qua thời kỳ khó khăn nhất, đây là thời điểm các nhà đầu tư nên xuống tiền mua bất động sản. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long vừa báo cáo kết quả giả soát các dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất. Theo giả soát, 12 tổ chức không đưa bất động sản vào sử dụng thời hạn 12 tháng liên tục, chậm triển khai dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với tổng diện tích 64,7 ha, trong đó đã thu hồi đất 11 dự án với diện tích 31,8 ha. Danh sách các dự án có vi phạm và bị thu hồi có 3 dự án xây dựng, nhà ở xã hội tại huyện Long Hồ và thị xã Bình Minh, trong danh sách này, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng quân Mê Công, Công ty con của Công ty Địa ốc Hoàng quân, mã chứng khoán HQC, có hai dự án nhà ở xã hội bị thu hồi đất do chậm triển khai. Cụ thể, tại dự án xây dựng khu nhà ở xã hội HQC Hòa Phú, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định thu hồi diện tích 1,4 hecta do chưa triển khai thực hiện dự án. Dự án xây dựng nhà ở xã hội khu công nghiệp Bình Minh cũng bị thu hồi diện tích 1,66 hecta. Cũng vì chậm triển khai dự án, Công ty địa ốc Hoàng Quân triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội phía Nam, được mệnh danh là ông trùm trong phân khúc này với khoảng 10.000 sản phẩm đã được đưa vào sử dụng. Công ty có kế hoạch phát triển hoàn thiện 25.000 căn hộ trong thời gian tới và cam kết xây dựng thêm 50.000 căn trong mục tiêu 1 triệu căn của chính phủ. Ngoài ra, một dự án xây dựng nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Phú do doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp xây dựng Hồng Trung, nay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Trung, cũng bị thu hồi do doanh nghiệp chậm triển khai dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị diện tích đất vi phạm giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quản lý lập kế hoạch đấu giá theo quy định. Bộ dự án được kiến nghị gia hạn sử dụng đất với diện tích gần 33 hectare của công ty cổ phần thủy sản Ánh Dương Xanh Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chủ đầu tư được tiếp tục triển khai trong 16 tháng bù trừ vào thời gian áp dụng biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.